cả nhà, con này ngon lắm. Ồ. Nghe nha. Để trắng vậy nha, đừng có để cho đụng đất nha, cầm. Ồ. Trắng khiếu nha cả nhà. Rồi. Wow, còn nữa kìa nhà, dưới trắng phiếu kìa. Ừ mà không. Ủa có đồ sắn. Cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà ơi. Chào cả nhà. Trả nắng quá. Cả nhà ơi, bây giờ hôm nay đầu dắt tôi nhỏ đi đi kiếm một cái món ăn, món ăn này cũng nghe hơi rê nhưng mà mình chưa từng ăn, mình thấy người ta ăn nhiều lắm cả nhà. Cả nhà có nghe cái về cái món thằng lằn nướng chưa cả nhà? Thằng lằn núi nha cả nhà. Hình như là thằng lằn mình bắt nó mình mổ bụng lấy ruột nó hết. Đúng rồi. Ớt. Nói nướng. Chung ốp muối ớt lên là nướng, mà không biết ngon không, thấy người ta ăn nhiều ngon lắm. Thì Lộc đi núi Lộc thấy có thằng lằn đó. Cho nên là mình quyết định hôm nay mình lên mình đi tìm thằng lằn để đi bắt nó nướng. Mà cái món đó thì nghe nói rất là ngon mà rất là bổ. Mà không biết có thiệt gì không? Biết ăn cái vô không nữa cả nhà. Nhìn cũng ghê quá nhưng mà nhìn ta ăn ngon lắm cả nhà. Thôi bây giờ cả nhà đi giùm chứ tụi mình đi. Bây giờ nói chung rất mong là sẽ có để thử cho review cái món ăn cho cả nhà xem, tại món ăn này dùng ngoài người ta ăn nhiều. Dùng mình không ai ăn đâu. Nhưng mà mình muốn thử như thế nào cả nhà. Nghiệm. Ok, bây giờ lên chết đá này cả nhà. Nó bò xuống chết đá này. Đặc biệt mấy cái hang nó tới tối á. Mày về hang đâu ra ta. Đi cả nhà ơi. Con thằng lằn rồi cả nhà. Thấy nó không cả nhà? Đó nè. Đó là con thằng lằn đó cả nhà, thằng lằn núi đó cả nhà. Mà sao giờ bắt nó bây giờ cả nhà? Nó nhanh lắm đó cả nhà ơi. Ồ con thấy có con thằng lằn núi nè. Kìa, nó nè, nó đó cả nhà. Ôi. Chạy rồi. Vô lỗ nữa rồi. Vô lỗ rồi. Ờ, chỗ đó không có lỗ chứ. Kìa. Lòi. Ê, lá cây móc nó cho nó có gì mình thập nó luôn. Kẻ mất tiêu rồi. Phải thiệt. Khó bắt quá cả nhà. Mấy kẻ này nó chạy nó nhanh quá, nhanh phải có đèn. Nhanh quá cả nhà. Cả nhà mình đi từ sớm giờ. Thằng lằn ban ngày bắt khó quá. Đuổi rồi cả nhà ơi. Chui vô cả quá trời sâu. Khó bắt quá trời rồi. Đi về gặp biết như thằng lằn gặp lắm, nhiều lắm. Thế là nó chạy nhanh luôn. Nó nhanh nó trời. Giờ đi lên. Càng tới lên đỉnh này đừng biết đỉnh gì đúng không? Chúng ta cùng lên đỉnh. Ủa. Ấy. Dạ. Ủa, trái gì kìa? Gì dạ? Ủa trái gì mà chùm nhiều gì vậy? Đi lên coi thử coi. Trái chùm gì vậy? Trời, không được không? U một chùm bự luôn kìa. Ngộ thế. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bự bự. Thôi lụm đại là đi đó. Cái gì ngộ ta. Con lá ở đây. Mình mới thấy vô ngộ lớn cái đá chạy anh ơi. Lạ gì? Đá nó rất là chỉnh nè. Wow. Cái gì nhìn héo vậy? Trời. Cái này như là cái chôm. Cái gì cơ? Cái chôm á. Cái chôm à. Ừ. Ăn được không trời? Chắc không quá. Chắc không rồi. Thấy không ai bẻ hết trơn là biết rồi. Không ngọt. Rồi cả nhà một chùm bự luôn. Nè, chùm luôn nè. Gớt quá trời gớt. Hôm nay được chùm coi chơi nha. Dạ. Yeah. Mà lòng nó meo đi đâu có dám leo lên đâu cả nhà. Thôi không leo được cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Cả nhà nhìn nè. Nhìn dưới kìa đó. Đó cả nhà. Mình lên gần tới đỉnh núi luôn rồi đó. Mà bắt không được thằng lằn. Nó trốn vô mấy cái kẹt đó cả nhà. Như mình gặp mấy ngoài vậy cả nhà. Mình vừa lỡ cái chạy vô trong kẹt rồi. Đi vô. Không có làm được gì chứ chúng ta kiểu là giống như chơi mà dần chuột chứ. Chấp nhận chứ. Bây giờ mình đi lên kia nữa. Đi lên đi chơi nó coi có cái gì không hay cả nhà. Dạ. Cả nhà ơi giờ đi kiếm
thằng lằn là sớm giờ đổ mồ hôi nên cả nhà bắt được nhiều lắm mà bắt không được. Bây giờ Lộc sẽ dắt cả nhà đi tìm món mới. Món này thì nó cũng chắc dễ tìm hơn đó cả nhà. Nó không có đi đâu được, vẫn nằm chỗ à. Chỗ mà cả nhà. Không đi đâu được, quan trọng là nó có hay không thôi. Đó là món măng măng tre nướng chấm ớt. Cũng là ớt nhưng mà không biết có không này. Khổ quá. Đây có bụi măng mạnh tông rồi cả nhà. Nhưng mà tre mạnh tông chứ. Măng thì chưa có cả nhà ơi. Đi theo Lộc chỗ này thì mình gần nhưng mà không biết nó có măng không thôi. Mùa này là cái mùa măng này cả nhà thấy à. Măng này là măng đồ dông cả nhà nè cả nhà. Lèn ben hết trơn á, nó măng không. Mình nuôi bụi, một bụi gần cá chục, ít nhiều cá chục măng. Nhưng mà mình chiếc măng mạnh tâm á nó bự. Chứ lại nó ngon. Bụi mình tâm nữa nè. Măng thì hơi chui. Kìa một măng rồi cũng đâu măng. Kìa có một thấy à. Một nó hơi nhỏ. Này cả nhà. Bây giờ cho cả nhà xem. Đây nè cả nhà. Đây là măng mạnh tâm nha. Đó. Cái mục này khoang mình hái. Mình còn biết còn hai ba bụi nữa. Bây giờ mình coi đi. Có một nồi bự mình hái một thôi. Mình xin một duy nhất thôi. Tại chỗ này hồi đó bà chủ có cho mình một nữa. Mình gặp bà mình đi ra quay đó cả nhà. Gặp bà chị có nói chuyện ngồi chứ nói chuyện chị cũng có cho. Rồi nó có một chút xíu. Mới dài lúc nói. Dài. Thôi đi lên kia. Đây. Đây còn mấy bụi nữa. Mình coi cái bụi nào mà có cái một măng bự dưới. Hái này á bụi le mà đâu quên bụi le le có măng luôn có măng nữa măng ở nhà đây le nè để Lộc coi có măng le để thì mình tôi có măng le được Lộc chỉ cả nhà có măng le này chắc bị nhổ hết rồi này này có này có này cả nhà măng le nè đi cái này dắt giả cả nhà. Nó mới nhú lên nè cả nhà thấy không? Để Lộc hái ra cho cả nhà xem luôn. Nè cả nhà thấy không? Nhỏ xíu à măng le nó nhỏ, nhỏ nhất trong các loại măng luôn. Nó nhỏ nhất nhưng nó là ngon nhất nha cả nhà. Nhưng mà ăn sống không được nha cả nhà. Ăn sống nó đắng lắm. Ít gì rồi phải nướng hoặc luộc xào. Nhìn y gan củ hủ vậy mà. Đâu cả nhà. Kiến quá kiến. Rồi gãy ngang này. Nói chung ăn được con khúc à. Khúc vừa lên đây nè. Đắng. Cũng được mà hơi nhẫn nhẫn. Nó giống như là cái mía mà còn non cả nhà. Ăn cũng được mà dơ quá. Thôi nhắn thôi ăn cũng ok, khi ăn nguyên thử rồi mới chín mùng. Mình ăn thử nha. Mà phải lột cho cái cẩn thận mới được đến dính sình luôn. Đầu chín một đi. Không, cái này rửa sạch á. Không bây giờ mình ăn cái này luôn đi khỏi nước. Rồi. Thiệt coi. Nó ăn cũng dễ. Có không? Đây là thấy hai ba mục rồi cả nhà. Nó nhỏ quá. Vậy có ăn được không? Đây nè. À, le bị người ta chặt hết cả nha. Cái này như bị mốt thôi. Chung dùi không tao không thấy. Cái này nó mới lên. Ừ, cả nhà, con này ngon lắm nè. Ừ. Wow. Nghe nha. Để trắng vậy nha, đừng có để cho đụng đất nha, cầm. Khó ơi cả nhà. Ăn này ta gọi là ăn cha nè. Chấm phiêu nha cả nhà. Hồi mình chấm ớt ăn vậy chịu nổi. Mất 2-1 à. 2-1. Vậy là phát đúng giòm nha. Chán hái gì nhiều cả nhà. Măng này nó ít cả nhà. Bây giờ người ta phá, người ta trồng bằng giống hết trơn rồi.
tại cái le này nó không có giá trị kinh tế cao. Thành ra người ta ngày xưa cái nhà, hồi cái thời mà lợp lá đồ nhà lợp lá, cái le này người ta chặt về ta uống lại, người ta làm vách tường, người ta để chầm lá đó cả nhà. Còn bây giờ ta còn không có làm nữa, ta bỏ, bởi thành ra nó cái le nó không còn giá trị kinh tế nữa, cho nên người ta phá hết rồi, không còn bao nhiêu chứ. Mình đi gắn lên đây kiếm dậy một nữa coi, nó ăn rất ngon nha cả nhà. Cả nhà ở đây có một cây bự nè cả nhà, là muốn cho cả nhà thấy cây này nó bự rồi, vậy là gọi là bự rồi, bự giống như cây nải nè, thấy không nè cả nhà, thấy không? To nghe, mình gắn lấy cho nó sâu sâu chứ. Chủ yếu cái khúc dưới này nó ngon nè, chết bà đây. Này có cái dao, im quá im. Rồi. Wow, còn nữa kìa nhà, dưới chân phiếu kìa. Ừ mà không. Ủa có đồ rồi. Sắn. Cái nhà, cây này là bự rồi đó. Đó. Kiến quá kiến này. Được 4 mục rồi đó cả nhà. 4 mục rồi cả nhà ơi. Nhà kiếm chim nữa mới được. Chim nhiều cũng cho mời cả nhà ăn đúng nha. Mình rửa 4 mục măng, được 4 mục măng. Này cà mấy thì rửa thì cái. Cái gì đựng không? Có cái lá chuối gì không? Cả nhà. Mình có hết sức tìm được có 4 mục. Yếm quá. Nó là măng 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 đồng dông kìa cả nhà. Nhìn đi. Nhóc có chân, hầu như bụi nào cũng có từ 3 đến 4 mục đổ lên, không có vết. Nhưng nhưng mà măng đó thì mình ăn rồi coi chừng quýu mồm. Chúng quýnh trong gì cả nhà. Một ký măng thì nó không như tiền thiệt, nhưng mà nó lên một cái cây mà về tầm dông á thì nó lại khác cái. Người ta ta dưỡng để dành. Ủa sao cây cái này kỳ vậy? Cái dao của mình đâu rồi đó. Mở cái ba lô coi. Mình dọn mình ăn tại chỗ đây luôn cả nhà. Măng le thì người ta không nói rồi. Mà măng kia ăn á thì cái nhà cũng phải là luộc hoặc là nướng hoặc làm gì đó cho nó chín ăn mới được cái đó nhé kìa. Còn này nó ăn sống được. Còn này nó cái đặc chỉ có cái này giá ăn sống được thôi. Ăn mấy kia ăn không được đâu. Không nổi. Nó đắng ngắt kìa. Ừ. Quá im. Mà mấy cái lông này nó đâm muốn ngứa. Rồi. Trời. Trời cái dao coi kìa, cái dao đây. Mài dữ đá rồi. Cái dao quá trời, để lâu quá không có lụm lụm đi. Rồi cái một bự rồi. Đây nè. Mưa quá trời luôn mà sao nó suối được này, không có nước đây nha. Nước chịu. Sao chưa thấy cái tê mỏ rồi. Để chanh ngon. Mới ướt là được rồi cả nhà. Uy tín nặng, nặng chanh vô chấm măng luôn. Ở đâu phát bỏ vô mà. Mình về ăn đơn giản thôi. Nhưng mà cái này khó kiếm luôn cả nhà ơi, bây giờ đi kiếm thì không ra đâu. Gặp trên thị trường hình như là không có bán luôn. Muốn mua không có mua nữa. Măng này bây giờ không có bán nữa, kiếm lắm. May mắn lắm thì mới thấy bán. Kiếm ra chuối rồi. Hoặc là dùng khác mình không biết sao, hay là nói là dùng cái lọt thôi. Tại giờ người ta phá bỏ chơi rồi. Kiếm một cái lá chuối quay. Lá chuối á. Cái nhà đợi xíu lục khắc ba cái này cho nó sạch sẽ rồi kêu mình mời cái nhà ăn thử coi cảm giác như thế nào cả nhà. Cả nhà ơi giờ xong rồi cả nhà. Kiếm quá trời luôn cả nhà, nói chung cực khổ. Tới thằng lặng là chuyện. Thằng lặng chuyển qua tới cái này luôn cả nhà, biết là đi thì sớm giờ đâu 3 tiếng gì. Không có thằng lặng bắt không được chứ không có cả nhà. Thế nó chạy. Ăn mùng nào, rửa đi. Đó. Này cả nhà rồi. Đây 2-1. Còn một bự để lại đi, một bự ăn không ngon bằng 3 bụng nhỏ đó cả nhà. Thiệt. Đúng rồi cả nhà. Hay là Quý muốn ăn một bự. Ăn một nhỏ thôi. Ăn bự đi. Ăn nhỏ. Ăn bự đi. Quý lụm cái này cho. Một nhỏ thôi nghe. Hả? Thôi ăn đi. Thôi ăn cái này. Không sao. Bán một bự. Ok, con ăn một bự cho. Con ăn một bự cho. Cả nhà chấm vừa rồi cả nhà. Sướng quá. Chậu quy ăn trước đi rồi nó cảm nhận cả nhà. Mời cả nhà. Ôi. Sao? Sao? Nói nghe coi. Đầu tiên nó hơi đắng tí. Hơi nhẵn nhẵn phải không? Hơi nhẵn nhẵn tí mà vô họng rồi nó lại. Nó giống như củ sắn. Giống như củ hủ vừa ngọt ngọt một tí. Ừ. Vừa ngọt ngọt tí thôi à. Cho mình ăn coi. Không mưa ớt nó ăn đã thiệt chứ.
quá nuôi nước bọt cả nhà ơi, bán nước bọt có đắng đâu mà nói đắng. Không biết con nó có cảm giác hơi nhẵn xíu à. Ngon cực kỳ nha cả nhà. Đúng là măng le tuyệt vời. Nó gọi sao đâu, ẩm thực của gừng núi có gì mà ăn lấy, có gì cũng ngon mà biết ăn mới ăn cả nhà. Không biết mà ông bậy bạ không cũng mình rất ngon. Mà coi chừng ta ăn cái lông bỏ cái này, đừng có tham quá ăn nó trong quá trời. À, ăn lông là mình có bị gì không? Ăn lông á, ăn lông một lông á, hôi lông ăn lông, ăn lông hôi lông á. Thấy nhau ớt càng nhiều càng tốt, quý nó ăn nhanh quá trời. Ăn rồi sống nha nhà, ăn sống nha chứ không có qua chế biến gì hết, ăn tại chỗ. Thì ớt càng nhiều càng đã cả nhà ơi. Đúng rồi. Đã quá. Nhức nách rồi. Quả nhức nách cả nhà. Cái này ngỡm nhặn á, thấy là giống cái gì nè, có hũ, có hũ dừa đúng rồi. Nhưng mà nó hơi nhẵn nhẵn. Dạ. Không, con thấy ăn có nhẵn miếng nào đâu. Nhẵn mà ăn lên là gần tới cái đọt á. Mày chiêm cái muối ớt vô là mày hết thấy nha, nhẵn mày. Ừ. Đâu hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Chứ mấy dân khu luôn cả nhà. Như đây vậy nha. Mà ngon thiệt chứ. Dân khu này chỉ có mấy bụi ăn le thôi. Người ta đã triệt sản. À. Cái cầm cầm mấy cả nhà, mình mót đi, mót đi cả nhà ơi, chứ đói lắm rồi. Ngon lắm cả nhà, ít mà nó ngon, ngon cực kỳ luôn. Nhất là cái ngọn đó cả nhà, tới đây nè, ngon ác nữa. Bảy giờ hết rồi nó ngon chứ gì. Này nè đó cả nhà. Con này sao ăn vậy? Chia bạn, chia chia 7-3 đi nè, cầm đi. Ok rồi, ok. Quy ăn cái đọt, quy vô mánh, quy vậy vô mánh à. Cái đọt nó ngon hơn bụng, ngon bụng gì hả? Con này bị đắng này, già quá, già quá. Hình như có lẽ là nó non, nó không có đắng. Cũng được, cũng được, cũng mà cũng ngon được mà. Nhưng mà sao hơi đắng xíu, nhưng mà nhẵn xíu. Chim muối ớt nhiều tí, hơi muối à cả nhà. Nói chung à, mình với tụi nhỏ có chia sẻ cả nhà món cổ hủ lộn hủ đâu. món măng le nghe cả nhà, măng le mới ăn được gì chứ mấy măng kia ăn được đắng, đắng lắm, nhà bỏ miệng luôn. Măng dầm mồng rất là nhiều măng, nhưng là những cây măng đó ăn vô thì nó mà nó muốn ăn nó phải nướng, để có dịp nào Lộc với tụi nhỏ sẽ nướng cho cả nhà, cho nhà ăn thử mấy cái măng đó mà nướng ăn nhau, nó ngon hơn măng này nữa. Mà ngon nướng lên mới được, lắm, bắt buộc phải nướng lên nó mềm ra măng ăn nó không còn đắng nữa, kiểu bắt đắc dĩ rồi đi gần gặp lụm thôi thì đó. Nhưng mà nó vẫn ngon, nó ngon vẫn ở chỗ là không cần chế biến nó vẫn ăn được. Ok ok thôi, Lộc cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha cả nhà. Thôi tụi mình giờ lên đường kiếm gì nữa, mình chưa biết kiếm được cái gì nữa cả nhà, đi sáng giờ cũng chưa ăn được gì chứ. Lắm chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye cả nhà nha. Bye nha.